Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho tất cả mọi nhà. Hôm nay thì em mang đến cho các bác một mẫu xe Kia Morning đời 2019. Mà con này thì thưa quý vị các bạn là em bán cái giá nó chỉ có hơn 200 triệu thôi các bác nhá. Một chiếc xe hơn 200 triệu nhưng các bác đã có một chiếc xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc, một mẫu hatchback bán chạy nhất thị trường Việt Nam những cái năm 2018-19. Và chiếc xe này thì vừa về cửa hàng xong, nói chung là xe của gia đình người ta đi thì cực kỳ là giữ gìn rồi. Máy ngon, xe chất, gầm chắc, côn nhẹ số ngọt, có cả màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Xe bao cứng luôn các bác nhá. Tỷ lệ sơn zin của con này còn đến 90%. Còn đâu là đương nhiên là không tránh được những khiếm khuyết nhỏ nhặt thì theo thời gian 5 tháng rồi. Được cái là máy zin, xe còn zin, cam kết là không có đâm đụng, không mất một phân lê keo chỉ nào. Và đấy, chất xe thì các bác nhìn. Dòng này thì là một cái dòng xe hatchback mà mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ rơi vào tầm khoảng 5 lít trên 100 cây thôi. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, cực kỳ lành bền, yêu, êm, ái, mặc và động cơ máy số của con này là zin, chạy được hơn 4 vạn, còn máy của chiếc xe thì vẫn còn nguyên bản nhá. Đấy, lăn bánh thì ít mà xe thì vẫn còn ngon. Đấy, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2025 và đây cũng là một cái dòng xe rất là ok cho mọi nhà. Đấy, la răng phay, phanh đĩa hai bánh trước và đằng sau là phanh tăng trống. Đèn đóm đầy đủ và con này thì đèn zin nguyên bản, không có độ chế cháo gì cả. Xe mang biển Hải Phòng 15A57653 và chiếc xe này thì bên em đang bán giá nó chỉ có hơn 200 triệu thôi. Các bác nào mà yêu thích cái dòng xe này thì alo ngay cho em. Vâng, đây là một cái dòng xe khá là ok, lành bền về độ chất cũng như là về độ tiết kiệm nhiên liệu cũng như là độ kinh tế, thì đây là một mẫu xe sự lựa chọn số 1 luôn. Một mẫu xe dành cho những ai mà thích chiếc xe nhỏ nhắn, xinh xắn, tiết kiệm nhiên liệu nhá. Vâng, và chiếc xe này thì đang có mặt tại Vũ Duy Auto ở Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đấy, các bác mời các bác qua xem xe trực tiếp và thẩm nghiệm luôn con này. Được cái là các bác nhìn này, đấy, nội thất của xe vẫn còn như mới luôn. Vô lăng củ số thì mới tinh tình tình này. Đấy, nội thất ghế da zin này. Đấy, không có độ chế cháo nhá. Ghế da zin còn nguyên luôn. Và trần nỉ của xe này. Đấy, các bác nhìn trần nó như thế này chẳng mê. Một mẫu xe quá lành bền về theo độ chất và độ mới của con này thì đây các bác nhìn này. Đấy. Đồng hồ nó còn nguyên tem nhá, đồng hồ còn nguyên tem luôn. Vô lăng thì gần như là mới tinh. Đây, không có một tí mòn miếc cái cả. Đấy, không có mòn một tí nào luôn. Vô lăng mới tinh nhìn nhìn và không có bọc vô lăng đâu nhá. Con này nguyên bản là chưa có bọc vô lăng. Đấy, kể cả các cái phần dưới này của nó đã chưa có mòn lì một tí nào luôn. Đấy, gạt mưa, gạt kính đầy đủ, nhẹ nhàng, êm ái và không hề có lỗi lầm. Đấy, gạt kính sau này. Đấy, gạt kính sau đầy đủ các bác nhá. Đấy. Và mặt táp lô của xe đây các bác nhìn này, táp lô xe này. Đấy, vô cùng sạch sẽ luôn, mới tinh luôn. Đấy, gần như là không có một tí chắp vá khoan đục gì cả. Đấy các bác nhìn nhá, xe là không có taxi dịch vụ rồi. Màn hình kết hợp với cam lùi, cam hành trình cho các bác luôn nhá. Đấy, con này thì được cái là độ chất thì quá cứng luôn. Và đấy, cam hành trình như này. Đấy, về là các bác chỉ việc đi thôi. Đây, cam hành trình phía trước đây. Và có kết hợp cả cam lùi ở trên cái màn hình này. Ok luôn. Xe còn ngon, bao chất cứng các bác nhá. Và xe là cam kết là không có đâm va, không tai nạn ngập nước. Đấy, điều hòa mát lạnh này. Tốc độ gió thì tương đối là ok. Và được cái là thời tiết này thì ngồi trong xe là sướng nhất các bác ạ. Cái này thì được bác chủ một cái độ, một cái ốp ốp gọi là ốp phần giữa. Đấy, ốp bọc trông rất là sang chảnh luôn nhá. Bệ tì tay này xịn sò êm ái luôn này. Đấy các bác thấy chưa? Và phanh tay để ngay dưới này. Và chiếc xe này thì nội thất ghế da của nó là zin nguyên luôn. Đấy các bác nhìn này. Nội thất ghế da zin nguyên, nguyên bản nhá. Ít ngồi, ít dùng, chạy 4 vạn nhưng mà thực sự là vẫn còn như mới luôn. Đấy các bác nhìn chất da này, như mới luôn này. Da đẹp căng nhá. Táp quy, táp lô của xe là căng nét luôn. Không hề có tí lỗi lầm nào. Chính điện là lên xuống rất là nhanh chóng và nhẹ nhàng. Có dán phim cách nhiệt đầy đủ. Vâng. Và trần con này là chưa có đánh lơ tí nào nên là nó không có sổ lông. À, trần đây này, các bác nhìn này. Đấy, trần còn đẹp căng như này nhá. Vâng, và chiếc xe này thì bên em đang bán giá rất là hời được ạ. Vâng, nhiều bác bảo sao mày bán rẻ thế, thì đấy, em bán có hơn 200 rồi. Mua rẻ bán rẻ vậy thôi, chứ bình thường anh em người ta không để cái giá đấy đâu. À, các bác nhìn này. Đấy, các bác thấy chưa? Gương kính cục xe điều chỉnh điện đầy đủ nhá, không thiếu cái gì. Và con này kính, tất cả các kính là lên xuống rất là nhanh. Đấy, xe là không có taxi dịch vụ, về là các bác cứ yên tâm là chỉ có việc đi thôi. Chỉ hơn 200 triệu các bác nhá. Các bác đã sở hữu ngay được một mẫu xe lành bền nồi đồng cối đá. Đấy, form xe cứng đét luôn, không có lỗi lầm. Cam kết là không có đầm đụng cho các bác rồi. Không có vạc à, và máy số là còn zin nguyên. Đấy, máy số là cam kết là bao zin cho các bác. Ốc bản lề này chưa có động chạm tí nào đâu các bác nhìn nhá, toàn bộ ốc bản lề đây. Xe là không có động chạm một chút nào luôn này. Đấy, chất cứng như vậy mà không mua thực sự là hơi phí. Nếu mà những ai mà yêu thích cái dòng xe này, muốn
những xe ngon mà lại còn phải chờ đợi lâu các bác ạ. Phần chỉ cánh và tất cả xe, chiếc xe này thì bao zin cho các bác nguyên bản nhá, không có mất một chút chỉ nào, kể cả răng cao su là không có sờn rách gì cả. Đấy, tapi xe thì cực kỳ đẹp luôn. Xe gia đình tư nhân đi nên là gần như là người ta giữ gìn xe rất là cẩn thận, kể cả là phần da dưới này. Đây, các bác nhìn nỉ này, nó còn đẹp như này mà, rất là sạch sẽ nhá. Xe là bao chất bao đẹp cho các bác luôn, không hề lỗi lầm. Đấy, tem nhãn đầy đủ đây. Và chiếc xe thì được sản xuất tại Kia Moto Trường Hải, máy 1.25 các bác nhá. Động cơ mượt mà êm ái, xe vẫn còn rất là ngon, êm ái luôn, rộng rãi tiện lợi bên trong. Đấy, và cái dòng này là một cái dòng xe hatchback mà chở rất là thoải mái, gia đình nhỏ, ví dụ như hai vợ chồng ngồi và con cái ngồi đằng sau này thoải mái, không phải lo chật bí nhá. Và cũng là một cái mẫu xe mà dành cho những ai có điều kiện kinh tế chưa đủ. Các bác chỉ cần bỏ ra hơn 200 triệu thôi, các bác đã có ngay được chiếc xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Và con này thì không có khoan đục một tí nào nha các bác nhá. Tapi còn nguyên, không có khoan đục một chút nào. Đấy, xe còn bao chất cứng các bác luôn. Đấy, các bác về là các bác cứ chỉ việc là gọi là đi thôi, không phải làm gì. Đồng sơn xe sạch sẽ, ngon lành, cành đào êm ái này, tôn vỏ đặc căng này. Và con này thì được cái là máy rất là êm. Đấy, cốp mở nhẹ nhàng. Đấy, ốc là chưa có động chạm. Đấy, toàn bộ ốc dàn sau là chưa có động chạm tí nào. Đấy, các bác nhìn nhá, vẫn còn nguyên luôn, kể cả từ chỉ keo hay các cái đinh hàn này, đinh hàn này, rồi kính là kính zin, kính nguyên bản từ nhà sản xuất luôn. Đấy, xe chất nó rất là đều và sạch sẽ, ngon lành, cành đào êm mượt. Đấy, sơn xi này sạch này. Đấy, và lốp sơ cua đây, lòng lốp sơ cua đây các bác này. Đồ nghề kích lốp tháo mở các thứ là đầy đủ nhá. Xe là bao cam kết là không có đâm đụng, kể cả là từ phần đèn hậu sau đây. Đấy, phần đèn hậu sau này, đèn hậu đây. Đấy, các bác nhìn nhá, đồng đều, ngon lành, cành đào. Và xe thì mang biển Hải Phòng. Đấy, chính chủ 2019. Các bác về đi con này thì quá yên tâm rồi còn gì nữa. Vâng, giá rẻ, xe ngon, cứng cáp luôn, rộng rãi bên trong. Đấy, tiện lợi bên ngoài, không khoan đục một chút nào. Lốp dép thì dày, toàn bộ dàn lốp của xe thì vẫn còn rất là dày nhá. Đấy, và cua lốp này, các bác nhìn là cua lốp này. Đấy, không có mục mọt, chỉ hơi bẩn tí thôi, chứ còn không có mục mọt tí nào. Đấy, về phần lãnh lốp này vẫn còn dày, ta lông còn nguyên các bác nhá. Và em này thì đang sử dụng lốp 165-60R14. Đấy, lốp Venture 165-60R14 nha các bác nhá. Lốp dày luôn, đấy các bác nhìn này. Đấy, rãnh lốp nó dày như này, xe còn căng đét luôn. Đấy, chỉ có bụi bẩn thôi, do là đi đường bụi về thôi, chứ đấy chất xe nguyên bản của xe bác chủ có cái để lại cho mà như vậy mà. Đấy, và tổng thể thì nói chung đây là một chiếc xe tương đối là cứng về chất xe. Đấy, nội thất nguyên bản này, sơn zin nguyên bản này, máy zin này, cam kết là không có lỗi lầm, không có đâm ve. Đấy, và tất cả các chi tiết của xe vẫn gần như mới nhá. 2019 thì là thưa các bác là hiện nay là nó được 4 năm rồi, 4 năm vận hành và chạy được 4 vạn. Nói chung mỗi năm 1 vạn thì nó chỉ ngang vào một mẫu xe mà gần như là người ta không đi, đi ít chứ không phải là đi nhiều đâu ạ. Mỗi năm 1 vạn, gia đình thì trung bình đi từ vạn 2 đến vạn rưỡi. Thế nhưng mà đây người ta đi ít, thành ra là chất xe nó vẫn còn rất là cứng nhá. Vâng, vẫn còn cứng và nguyên bản, không có đâm đụng luôn. Tai đèn nó còn nguyên này. Đấy, tai đèn còn nguyên này. Và các cái ốc cabo này các bác này. Đấy, ốc cabo nó còn nguyên luôn nhé. Đấy, chất xe vẫn còn zin đét luôn và không hề lỗi lầm. Máy zin, keo chỉ zin. Đấy, nguyên bản, cam kết cho các bác rồi. Động cơ máy 1.2. Đấy, khỏe lành, êm ái, mượt mà và không hề lỗi lầm, không hề có hơi thừa, hơi khói nhá. Bác nào mà yêu thích cái dòng xe Kia Morning thì các bác có thể là qua bên em. Bên em thì có rất nhiều xe, đây các bác nhìn này. Đấy, siêu thị ô tô lớn nhất cả nước luôn. Và toàn bộ cái dãy này đều là Morning E10. Thoải mái các bác lựa chọn với hơn 100 đầu xe Morning E10 nhá. Các bác tha hồ xem xe và trải nghiệm luôn. Và cái dòng này thì cũng là một cái dòng tiết kiệm nhiên liệu, giá rẻ. Con này thì em đang bán được cái giá nó chỉ có hơn 200 thôi. Đấy, một mức giá vô cùng yêu thương cho các bác luôn. Cảm ơn các bác nhá. Và bên em thì có rất nhiều khung giờ phát sóng, các bác có thể là đăng ký theo dõi kênh hàng ngày để cập nhật thường xuyên những cái mẫu xe mới nhất, để cập nhật về cửa hàng. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những cái dòng xe giá rẻ tại Em Vũ Duy Ô Tô. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Vũ Duy Ô Tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.